Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ha. Thì hôm nay Phương làm cái clip lại để kể lại một chút xíu cái cảm xúc của Phương khi mà Phương tham dự cái Vietnam Motor Show 2022 mới vừa diễn ra hồi tuần trước các bạn. Thì Phương đã up lên tổng cộng 3 clip khi mà Phương tham gia cái show đó. Phải nói là cái lần này tham gia cái show này các bạn, cái Vietnam Motor Show 2022 này phải nói là nó rất nhiều cái hay ho để cho mình tham quan, mình được thấy những cái mẫu xe tận mắt, cũng như mình thấy được những cái định hướng trong tương lai của tất cả các hãng xe các bạn. Thì Phương đi dạo quanh một vòng thì Phương thấy gồm có 14 hãng xe và có hai hãng mới xuất hiện, một hãng là Rapid và hãng Morgan. Cả hai hãng này nói chung là lần đầu tiên tham gia cái show này và đặt chân vào thị trường Việt Nam. Còn lại tất cả các hãng còn lại thì các bạn đã đều biết hết những cái mẫu xe cũng như cái hãng này nó rất là phổ biến ngoài thị trường rồi các bạn. Và có những hãng đặc biệt Phương chú trọng nhất là cái hãng MG đến thương hiệu của Anh Quốc nhưng mà đến từ phía Trung Quốc, thì họ mang đến cho chúng ta hai mẫu xe điện, đó chính là Marvel A và MG4. Đây là hai mẫu xe điện Phương thấy cái kiểu dáng của nó rất phù hợp cho đô thị ha. Tiêu biểu giống như là bên VinFast mình thì có cái mẫu là VF34 các bạn, thì cái mẫu đó nó nhỏ nhắn xinh, phục vụ cho đô thị là chính đó. Thì kỳ này Phương thấy cái sự tổ chức của các cái hãng xe trong cái show này các bạn nó rất là chỉnh chu, và Phương thấy họ đưa đến những mẫu xe cũng như cách trang trí cũng như cách những cái show diễn của họ, khi mà tới giờ họ thực hiện biểu diễn thì họ làm rất là chỉnh chu các bạn. Đặc biệt là hãng Volvo luôn mời các nghệ sĩ có cái sức ảnh hưởng về cái tầm cái sức ảnh hưởng đến đối với công chúng đó các bạn. Hôm mà Phương đi thì có nghệ sĩ Thành Lộc, nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ những cái tâm tư về muốn bảo vệ môi trường. Song hành cùng với cái tâm tư đó của Thành Lộc là có hãng Volvo phía sau hỗ trợ. Thì Phương thấy hãng Volvo các bạn, họ làm cái show rất là hay. Trước Thành Lộc thì có người mẫu Hen. Tuy nhiên hôm Phương đi thì chỉ có Thành Lộc thôi. Thì ngoài ra thì có một cái hãng mới luôn các bạn, đó là hãng Jeep. Hãng Jeep mang cho chúng ta đến hai cái mẫu xe, đó là mẫu xe của Jeep và mẫu xe có tên là Ram ha. Tất cả các mẫu xe này là dạng như xe địa hình và cơ bắp của Mỹ. Phương nghĩ qua thì Phương thấy rất là hay. Những mẫu xe của họ rất là đẹp. Và hiện tại bây giờ các bạn, Jeep đang đẩy mạnh cái marketing cũng như cái đại lý của họ đang ở những cái vùng, ở những cái nơi mà địa hình mà người dân cần tới cái mẫu xe, hoặc là cái mẫu xe của họ đáp ứng được cái nhu cầu của cái người dân ở cái vùng đó. Đặc biệt là bây giờ Jeep đang mở những cái đại lý ở phía khu vực Tây Nguyên hoặc là Lâm Đồng đó. Ngoài ra thì Lexus cũng mang đến cho chúng ta một mẫu xe điện của tương lai. Cái mẫu xe điện này cũng khá đẹp. Toyota cũng mang đến một mẫu xe điện. Honda thì mang tới một cái mẫu xe, đó là Civic Type R. Lần đầu tiên Civic Type R đã được bán bởi đại lý chính hãng. Trước đó thì có một chiếc Civic Type R ở thế hệ thứ 10 được nhập khẩu qua đại lý tư nhân rồi các bạn, thì ở ngoài Bắc. Đó là cái con xe màu vàng, hình như là kinh xe hay đã trên tay rồi đó. Thì duy nhất ở Việt Nam mình chỉ có một chiếc Type R đó thôi. Và bây giờ trong cái buổi triển lãm này thì Honda cũng mang đến cái mẫu xe Civic Type R ở thế hệ mới nhất đến cho bà con tham khảo, và chính thức được bán thông qua đại lý chính hãng luôn. Đó là những cái thông tin nó cũng khá là hay, thú vị các bạn. Rồi, đó là chính là nội dung chính của những cái show trong cái chương trình được tổ chức là Vietnam Motor Show 2022 các bạn. Và bây giờ Phương chia sẻ những cái mà Phương thấy nó hơi chéo ngoe nè các bạn. Thì kỳ này á các bạn, những cái hãng xe lớn và những hoặc là những cái hãng mà nắm giữ những cái thương hiệu lớn có thị phần ở trong nước lại không tham gia Vietnam Motor Show 2022. Tiêu biểu đó chính là Thaco. Thaco hiện tại bây giờ giữ cho mình tới 5 thương hiệu: Mazda, Kia, BMW, Peugeot, Mini Cooper. Riêng cái BMW là họ dự thử có 4 bánh và 2 bánh, tuy nhiên họ không tham dự show đó. Và họ có những cái mẫu xe mới không các bạn?
thưa các bạn là có rất nhiều nhưng mà không tham dự show. Đây là một cái mà phải nói nó thật sự thật hụt hẫng và hơi đáng tiếc. Kế đến là thành công giữ thương hiệu Hyundai. Hyundai trong năm vừa rồi có những mẫu xe mới không các bạn? Có, nhưng không tham gia. Ford trong thời gian vừa qua cũng gần 3 mẫu xe mới, Ford Ranger, Everest và kế đến là cái mẫu đổi đình nổi đám Territory. Đó, cũng không tham gia luôn các bạn. Và bỏ qua những cái công ty lớn đó đi, những cái thương hiệu lớn đó đi, thì một cái công ty mà của nước mình đó, của người Việt, đó chính là VinFast, cũng không tham gia. Không hiểu lý do luôn các bạn, không hiểu lý do tại sao không tham gia. Nhưng sự kiện một cái show lớn như vậy, mọi người công chúng đều có cái cơ hội được tới tham gia được cái sản phẩm, tham gia ngồi nhìn ngắm sờ mó cái sản phẩm của mình, thì những cái hãng mà nắm những cái thị phần lớn á, hoặc là cái hãng mà bắt buộc phải tham gia luôn thì đều không có mặt. Đây là một cái mà khi mà Phương đi xem cái show này, Phương thấy hụt hẫng, nhất là VinFast. Tại sao VinFast mang những cái mẫu xe đi khắp toàn cầu, đi khắp thế giới, nước này nước nọ, tham gia show này show nọ nước ngoài thì luôn luôn có mặt VinFast. Tuy nhiên khi mà một cái show lớn diễn ra trong nước thì lại không có mặt VinFast. Đây là một cái điều mà Phương cũng không hiểu luôn các bạn. Nó khá là kỳ cục ha. Nhưng có một cái chuyện mà các bạn đáng ngẫm luôn nè. Ford không tham gia nhưng lại tổ chức chạy thử xe ở những cái quán cà phê sát bên hông khu triển lãm Motor Show. Và VinFast cũng thực hiện cái bài này luôn. Có nghĩa là tao không tham gia cái show này, tao không trưng bày sản phẩm như show này, nhưng tao sẽ cho chạy thử ở gần cái khu vực cái show này. Thì Phương thấy cái cách làm như vậy nó làm mất đi cái đẳng cấp của một cái thương hiệu lớn các bạn, đặc biệt là Ford. Ford đáng lý ra là Ford phải nên tham gia và có trưng bày những cái sản phẩm mới của họ đến tay công chúng để công chúng có cơ hội nhìn ngắm cái sản phẩm của mình. Nhưng Ford không tham gia và Ford chọn cái phương án là cho chạy thử. Địa điểm chạy thử là những quán cà phê mà giáp dòng xung quanh cái trung tâm triển lãm đó các bạn. Và trong cái quá trình chạy thử của Ford thì xảy ra tai nạn. Thì thấy cái cảnh này cũng biết cười hay là buồn nữa hay là vui nữa. Đó là những cái mà Phương thấy ha. Thì nhiều cái lý do sẽ được đưa ra như là bây giờ hãng đã có cái thị phần rồi, tham gia chi, hoặc là hãng thiếu tiền. Thì cái lý do mà hãng thiếu tiền chắc Phương nghĩ không có đâu các bạn. Ford vừa rồi để ra mắt cái sản phẩm Territory các bạn, thì làm show rất là hoành tráng. Làm show rất là hoành tráng và tổ chức chạy thử cho báo chí cũng rất là hoành tráng luôn. Tổ chức chạy thử ở Đà Lạt và làm một cái show để giới thiệu cái sản phẩm Territory cũng cực kỳ hoành tráng. Nên nói về cái độ mà tài chính của cái hãng Ford mà không đủ điều kiện để tham gia cho cái không đủ điều kiện để tham gia cái Motor Show này thì Phương thấy không đúng. Đó. Kế đến là Vinh. Vinh á, tổ chức đại nhạc hội, lễ trao xe được trực tiếp toàn cầu. Đó. Nhưng cũng chỉ mời báo chí và khách hàng, những người khách hàng đầu tiên sở hữu xe. Chứ không có, chưa tổ chức một cái show nào mà cho công chúng hoặc cho người dân ở trong nước được tới thấy cái sản phẩm của mình qua những sự kiện lớn ở trong nước. Nói chung là mang tính cộng đồng, mang tính public các bạn, thì chưa thấy. Đó các bạn, thì bởi vì Phương thấy nó hơi lạ lẫm. Tại sao những cái sự kiện như vậy mà những cái hãng mà có thị phần ở trong nước lại không tích cực tham gia để cho người dân mình, để cho cái nguồn khách hàng chủ đạo ở trong nước được có cơ hội tiếp xúc với cái sản phẩm nó dễ dàng hơn và nó có cái nhìn toàn diện hơn. Toàn diện hơn là như thế nào? Ví dụ như mình đi thêm một cái show đó, mình thấy cái sản phẩm của cái hãng này nó sẽ như thế nào, và cái xong mình đi bộ vài bước qua mình thấy sản phẩm của cái hãng này nó như thế nào. Đó. Thì đó là thấy những cái mà hơi hụt hẫng khi mình đi xem show cái Vietnam Motor Show 2022 này. Mà Phương nghĩ cũng không phải một mình cá nhân Phương đâu, mà Phương thấy tất cả những ai mà yêu đam mê xe thì các bạn khi tham gia cái show này các bạn cũng sẽ thấy như vậy. Nó ủa tại sao cái hãng đó nó quá chờ mẫu xe mà nó không tham gia?
Tại sao cái hãng đó nhất định phải tham gia mà tại sao vẫn không thấy mặt? Mà trong khi đó lại tổ chức chạy thử xung quanh rìa ở ngoài cái trung tâm triển lãm đó. Thực sự là nó làm mất đi cái đẳng cấp của những cái thương hiệu lớn mà mình đang giữ, hoặc là của chính cái thương hiệu đó luôn. Nội thì trong cái Vietnam Auto Show đó các bạn, thì nó có hai khu, một khu là cái hãng xe và một khu là những cái phụ kiện phụ tùng, ví dụ như là dán phim nè, rồi cách âm nè, rồi phụ kiện xe nè, lót sàn nè. Đó thì nổi một cái thương hiệu mới nổi của Medicare ở Việt Nam thôi, người ta cũng có được một chân ở trong cái gian hàng đó và người ta trình diễn cái sản phẩm của mình đến cho mọi người đó, để cho mọi người biết tới cái thương hiệu của mình. Điển hình là cái nguồn lực, cái nguồn khách hàng ở trong nước trước các bạn, rất là chỉnh chu. Ở đây chỉnh chu cái đó là sao, lần đầu Medicare tham gia cái Vietnam Auto Show nhưng họ vẫn tổ chức được một cái gian hàng ở một cái chương trình đó, nó trọn vẹn. Và Phương cũng đã tới thăm cái gian hàng đó đó các bạn thấy không. Thật sự Phương không là Phương không có lại phải là nhân viên của Medicare hay là Phương không là một cái gì của Medicare hết, nhưng mà cái sản phẩm trên tay của họ nó quá tốt, nó quá hấp dẫn Phương. Đặc biệt là cái sản phẩm chủ đạo đó chính là cái tấm thảm lót sàn xe. Bởi vậy khi mà mình đam mê, mình thích được một cái gì thì mình tìm hiểu cái công ty này, công ty như thế nào, nó làm ra sao, nó cái cách, những cái sản phẩm nào của họ còn hay ho nữa không. Bởi vì vậy cái mối liên duyên giữa Phương với Medicare nó là như vậy các bạn. Có nghĩa là một người cảm nhận sản phẩm tốt, mình tìm hiểu tới cái công ty đó. Đó chỉ là một cái công ty phụ kiện cho dành cho xe thôi, nhưng họ vẫn giành được một chân trong cái gian hàng ở trong cái show đó. Thì tại sao những cái hãng xe lớn, những cái hãng xe mà có cái thị phần nhất định và bắt buộc phải show ra những cái sản phẩm đó cho tới cho công chúng biết thì họ lại không tham gia? Thì hiếm khi mà có được những cái cơ hội như vậy thì họ lại không tổ chức. Thấy uổng ghê chứ. Thì đây là một cái cảm giác nó khá hụt hẫng. Không, nhưng mà qua đi xem cái show này thì Phương cũng nghĩ một phần nào đó hãng nó cũng hơi lấn cấn cho cái việc mà khách hàng nhìn được nhìn quá sang nhiều sản phẩm. Thì sao các bạn? Khi mà các bạn được trong một buổi show đó mà các bạn xem quá nhiều sản phẩm của hãng này hãng kia thì các bạn sẽ nảy sinh ra cái ý gì? Đó chính là so sánh. Và nếu mà mình không tự tin với sản phẩm của mình thì rất chắc chắn là sẽ không có mặt. Thôi lan man với các bạn dài dòng vậy thôi ha. Thì đó chính là kết thúc hết cái quá trình mà hôm bữa Phương đi tham quan Vietnam Motor Show 2022. Hy vọng lần tới thì có những cái show hay có những cái gì đó hay ho thì Phương sẽ lên clip. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần tới ha. Bye bye.